quay phim mang kỹ quá, khỏi mang đây mấy người, có người mang người không, khỏi mang luôn, khỏi mang luôn đi, không có ai mà bắt buộc đâu, nay không có bắt buộc nữa, hết bắt buộc khẩu trang, khỏi mang luôn, không bắt buộc đâu, tự giác thôi, không bắt buộc. Lấy băng đồ hết chưa, lấy băng đồ chưa, à, băng đồ để tìm đường muốn đi đâu đi á, à, mỗi người một cái bản đồ, bản đồ là phán cái kia, cái kia anh xuống lấy đây, ở à, chỗ bàn đó, ai chưa có băng đồ lấy 3-4 tấm anh. Lấy 3-4 tấm vậy. Dạ. Đang này chỗ đông người phải không con? Không. Mình tự giác thôi. không bắt buộc khẩu trang, không bắt buộc tự giác thôi, không bắt buộc khẩu trang nữa. Chích mũi 4 mũi 5 hết rồi khẩu trang rồi đó. Đây là cột đèn đây, cột đèn giao thông đây, à, trên đỏ giữa vàng dưới xanh này, à, cột đèn giao thông đứng đây nha. Đó, đỏ vàng xanh này có luôn ba cột, ba đèn này, ba đèn đỏ vàng xanh, cột đèn giao thông đứng bên này. Có cột đèn giao thông này nha, đỏ vàng xanh nha. Hỏi nữa ông ấy sao không làm cho có hình mình vô. Đang làm này. Cái đi nha. Chợ vàng nó nổi lên. Chị này bao chót. Mình đi lên mình chi đi lột một lò cáp gần bên luôn, thì cứ lên trước nó cặp, nó cặp luôn mình đi luôn, là mình bỏ 3-4 cáp vậy á. Còn chưa, cái đó giữ em chưa? Đúng rồi, cái tình đó giữ luôn tới lúc về luôn.
giữ luôn tao đó lúc về luôn, mình quay cáp treo trên đó nữa. Em lên cáp treo mình đưa đi nữa hả? Không, không, giữ đó. Giữ đó đi, nói chung là giữ đó bé lại không có bỏ nha, mất là không ăn trưa đó. Rồi mình hò đồng mình vô luôn đây, còn mình vô luôn nè. Luôn. Giữ bé ăn trưa nha. Không được làm mất bé. Không được làm mất bé nha, giữ bé luôn có ngày chiều luôn á. Để mình đi cắt keo nữa. Bác bé đi cắt keo ăn trưa. Giữ bé ăn trưa cắt keo nha. Làm được khoảng ra bớt lần sau là anh làm được. Chắc không có. Đi lên nó thì toàn là người đi xuống à. Người đi xuống không không không. Em nghe cái điều là nhưng mà chiều là đi xuống. Chiều là đi xuống đồng. Bây giờ thì lại lấy chiều tập trung á. Cái này mà nếu mà đi mà trúng trời mưa đi nhỏ nó cùng mấy đứa nhỏ lên trên mấy đứa này nhảy chúng con bè bắt con bắt trước trên mưa luôn may đúng không? Cái con nhỏ kia nó vui nó cười nó nhìn em chăm chúng em nó hí hí hai nhỏ kìa ngồi trước anh là con ba nó cứ cho mình đi đâu đó là một cơ sở cách mạng. Nhưng mà mấy ông thân thiện thì nó cho đi lên được rất là mát. Chị cái đồ chị cây ven thôn á không chị chuột đâu làm gì được đưa ra chị à chị đọc qua sách vở
À, không, ông về ông kể. À, giờ Thúng đi rồi. À, Thúng đi 2-3 lần rồi. Mẹ nó đi đâu hả? Nó là một cơ sở khác. Mày biết ông đâu nè. Ai xuống đây nằm cái lon cái thứ gì. Bên kia chạy nhiêu, bên này chạy nhiêu. Mình hết rồi. Rồi ướp. Bây giờ chạy nha. Lấy ra này. Thôi tôi cua không? Ok.
Lá gì? Lá gì anh? Lá gió. Lá gió hả? Gió đâu gió, không cho đọt lá gì đâu. Từ làm nó gió nó đóng cửa lại không? Là giờ anh bè lái chứ. Giờ lái luôn. Lái giờ đóng cửa lại anh. Vô này chuẩn bị đóng cửa đó. Lại vô, lại vô. Thằng nha, tay chân nha. Bè lái giờ đóng cửa này. Trời, đóng cửa rồi, để chị luôn nha. Lái giục nha. Trời, cho bị. Lái luôn, lái luôn. Đó, mình đi là đi cái cáp này nè. Hôm cơm cáp vàng nó cũng có một cái cáp mình đi bộ qua kia, nó có cáp đi cầu vàng. Là cái đó là cũng miễn phí luôn, mình có thẻ là vô đó đi hết.
nè hiu đường lên tiên cảnh. Đây gọi là tiên cảnh nè, ở trên núi cao mà. Các cái tòa nhà theo kiểu Pháp rất là nhiều, nhiều cảnh đẹp để chụp hình. Trên đây một cái chỗ chơi với anh thôi. Vô đi cấp treo xuống tàu vàng trước, giữa chiều mưa á. Vô đi vô luôn vô luôn hello hiu vâng hello vâng hello. Còn ông ấy đâu rồi, ông thầy Tấn đâu mất kìa kìa, có rồi vô cầu vàng, trước để ưu tiên cho để mưa, chiều mưa là cầu vàng là thất bại á. Chỗ cầu vàng chụp hình đẹp nhất đây mà là mình bỏ lỡ là chiều mưa là chụp hình không được, thất bại. Chơi đây trước anh rồi tính sao. Cầu vàng đi vô cầu vàng để mưa là chụp hình không, nó không được. Ở đây điểm chính này cầu vàng là đẹp nhất nè, đẹp nhất là cầu bàn tay vàng rồi cầu vàng xong rồi tưởng qua tưởng ông Phật nữa, về ăn trưa, ăn trưa xong rồi đi cho trò chơi. Đi ngay trước đi sao? Riêng lao vô riêng lao. Chơi rồi tự nhiên cái cấm đầu trong điện thoại không thấy gì. Đi tắt máy. Tắt máy đừng qua chế độ máy bay là sao? Coi như là giống như bữa đó mình không bắt trực hư điện thoại đi. Bỏ mấy trăm ngàn cho rồi. Không chụp biết.
đi rớt đồ bỏ đồ luôn hả? Anh thua cái này là điểm chính nhất này, hấp dẫn nhất. Mà mình tới cái này đầu tiên trả chắc ăn ngay, chứ đỡ là mưa là chụp hình khó lắm. Bàn cầu vàng này màu vàng đó, còn màu vàng gọi là cầu vàng nó có gì đâu. Alo chị. Dạ. Ngày Tây ngày mùng 6 lên chị tối mùng 6 ngủ, tối mùng 6 mùng 7 2 đêm chị. Tây nghe, tính Tây nghe. À ngày Tây chung. Dạ bên đây 31. Nha. 67 cứ ghi số vô đi, 22 đêm á. 20 ngàn. Ngày 6 ngày 7 tháng 6. Rồi được rồi. Nha. Rồi em đang đi Đà Nẵng đang bận chút thấy chị. Cứ vậy đi. Đó rồi ra đó là tự chụp hình chụp gì đó tự sướng tự rồi về đây là tới cầu vàng bà nè. À có hai bàn tay là có người gọi là bàn tay Phật mà không biết có Phật đâu có mà tôi thấy có hai bàn tay không à, cầu vàng. À trong này là có một số người đã từng đi trên đây rồi mà chụp hình đây rồi. Ừ, không có chị về vợ chồng anh Ba Nhân. Anh Nhân đi thằng nào? Quá có hình em mượn anh này coi. Ở trên hội hưu đó. Ra trên kia nó thưa người chụp cho đây đông lắm. Lên 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 phía bên kia này là mình chụp cũng được, nó thưa người. Tại ra mới đây nó chụp nhiều lắm, nhưng mà mình tới đây mới đầu tiên ai cũng tập trung đây nó chụp phải không? Mình đừng có mình chụp đây nó không đẹp đâu, bên giữa đi này nó thưa người bớt đi. Tại mới vô đây ai cũng muốn chụp liền hết. Qua bên kia chụp chạy nhiều chỗ lắm, cái cầu này nó dài, mình chỗ này nó đùng người lắm, chụp không thấy gì đâu. Qua phía bên kia chụp á, bên kia thưa người này, chụp thoải mái luôn, ở đây đông người quá, quay phim rồi được chứ chụp đây không thấy không? Rồi ngước lên quay phim nè, ra phía bên kia chụp nó thưa người phải không? Ai bắn vô đây cũng chụp hết, nó chụp nó đông. Leo trèo, ông trèo lên mà. Đang trèo lên phải không? Ồ, giỏi thì leo trước lên 1.500 mét sao với mặt nó biển này. Đây là cầu vàng Bà Nà nghe không? Số người rất là đông mà hôm nay thứ ba chứ không phải là chủ nhật thứ bảy thì càng đông hơn nữa. Mấy ngày đó là đông hơn. Đây, đứng dưới bàn tay này. Thôi, chú ý. Để em chở.
Đi đâu rồi? Bố nhanh lên, không lại đông người. Đúng này về là nắng, nhìn xuống là nắng. Chết tiêu. Chết tiêu. Thấy dữ hả? Không có chuyện quá không? Có gì cả trước lấy mấy cây đòn khác là mình ghép rồi lòng ghép mình vô. Chờ quay cái đoàn diễu binh đang cái hả? Đoàn mong me nè. Đi qua chùa, đi qua chùa chứ. Cô mấy cô vừa xét trong luôn. Anh cho sát vào cái logo Bà Nà Hill ấy.
tấm hình tập thể này rồi thì nghi di tán về đâu đi rồi ăn cơm. đi diễn bà con càng là diễn đây. Ai mua điện thoại rồi vô trước kia mình canh sao mình chụp được cái tấm hình ở đây ta. Trời ơi tượng to quá rồi chụp được không biết tượng gì mà quá lớn luôn. Lớn quá biết chụp ra sao đây, tớ coi thử đây. Chắc người ta cũng chụp. Là mình lấn xong mình vô liền, còn mình đông mà 30 người mà lấn lại á. Đó, mình cho như mấy chữ này nó bước ra là mình nhào vô liền. Bước vô rồi, mình lên. Mình chí chỗ đó liền ngay. Chút nữa mình chơi xong mình qua cái trượt máng trượt đây này, ăn cơm xong qua chút máng trượt đây rồi vô cái khu trò chơi rồi hết giờ cho mấy khu này khu máng trượt. Chỗ mình chụp hình đầu tiên á, đi hướng làng Pháp, mình ăn cơm Pháp, ăn cơm Pháp, tới làng Pháp ăn cơm Pháp, cái chỗ đầu tiên mình chụp hình ở làng Pháp á, chỗ đó là nhà Pháp và làng Pháp á, làng Pháp là có ăn đồ Pháp.
tay ga, tay ga chứ không có đi xe số nữa. Dạ, đi tay ga. Bỏ công trang ra em. Tay ga. À, bây giờ mình đi tay ga nha, không có đi xe số nha, bỏ xe số rồi. À, tay ga nè. À. À, đây bây giờ đi tay ga này, ai muốn đi tay ga tới đây chụp hình này. Tay ga chứ không có đi xe số. Này đi tay ga nè, Tấn ơi, tay ga chứ không bốc 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 phê. Bốc là phê luôn á. Bốc phét á, đây là bốc phét á. Đó, nó ghi bốc phét mà. Dạ, bà xin cái này không? Qua đây hả? Hả? À, các bạn chỉ dẫn mà. Đi bà xin cái này. Vô hỏi nhân viên đó chị. Vô hỏi nhân viên hả? Hỏi trước kia vô. Xuống sắp hàng đi máng trượt cho trượt quán, trượt cho cảm giác mạnh nha, trượt cho quảng hồn luôn, đi lần tưởng luôn. Tắt dây an toàn lại sao mấy chị đâu để mà mình thả ra nó đứng lại mà kéo lên nó chạy, muốn chạy nhanh là kéo mạnh lên, trượt xong thì nó còn trở về chỗ đây không được, trở về bên kia bên khu trò chơi à. Qua đó chơi tới khuya về luôn. Đi máng trượt hả? Dạ máng trượt. Đi này vui hơn á. Trò chơi đâu có vui đâu. Mình đâu có chơi được đâu. Các bạn đi máng trượt thôi.